Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Coffee Tree. Và mình là Nguyễn Trúc Anh Tuấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài vấn đề về các giống cà phê để mình có thể có một cái nhìn tổng quát hơn về những cái giống và cái hạt cà phê, để sau này khi mà mình ra mình order hoặc là mình mua một cái gói cà phê thì mình cũng biết là mình đang sử dụng cái loại cà phê nào và cái hạt nào, nguồn gốc từ đâu, và có thể là rang đậm hoặc là rang nhạt, cái mức độ rang khác nhau như thế nào ha. Thì chia sẻ sơ qua là cà phê nó có rất là nhiều giống, nhưng mà những cái giống phổ biến để thương mại được thì nó chỉ có vài giống thôi. Thì có khoảng đâu đó khoảng 125 giống cà phê trên toàn thế giới, có thể hơn nữa. Thì đo đếm thì có thể là không chính xác, nhưng mà đâu đó là trên 125 giống cà phê. Nhưng mà để thương mại á, thì chúng ta có 3 giống cà phê chính. Thì bây giờ mình sẽ đi qua chi tiết từng giống cà phê như thế nào để coi thử các bạn có nghe quen không nha. Thì giống đầu tiên đó chính là Arabica. Giống Arabica thì nó có một sự tích, đó là có một cái người chăn dê đã, khi mà chăn những cái con dê của mình thì thấy những cái con dê nó ăn những cái hạt nào đó rất là lạ. Cái con dê này thì nó rất là phấn khích, những con dê này nó rất là năng động. Lúc đó người chăn dê này mới tìm hiểu xem thử là cái con dê này nó ăn cái gì, thì người ta mới phát hiện ra cái hạt cà phê. Cái giống Arabica này lần đầu tiên xuất hiện tại Ethiopia. Trong giống Arabica thì nó có nhiều cái giống nhỏ nữa. Thì hai cái giống nổi tiếng nhất của dòng Arabica đó chính là giống về Tibica. Giống Tibica nó nổi tiếng đến mức mà người ta cho là Tibica nó là một cái chuẩn mực trong cái cà phê luôn. Tuy là chất lượng của cái giống Tibica này nó rất là cao, nhưng mà nó bị một cái nhược điểm, đó chính là hạt cà phê, cái khả năng chống chịu sâu bệnh của nó rất là thấp và cái năng suất của nó rất là thấp luôn. Và cái cà phê Tibica này thì được người Pháp người ta đem về Việt Nam trồng đa phần ở Cầu Đất, Đà Lạt. Và giống cà phê thứ hai cũng nằm trong nhóm Arabica luôn, thì đó là giống cà phê Bourbon. Và giống Bourbon này thì nó cũng chia ra là nó cũng có ba cái loại Bourbon thì nó có ba loại, đó là Yellow Bourbon nè, Orange Bourbon nè và Red Bourbon nè. Thì dựa vào cái màu sắc của cái hạt cà phê khi mà nó chín thì người ta mới phân loại được cái giống Bourbon đó. Sản lượng của cà phê Bourbon thì cũng khá là thấp vì cái khả năng chống chịu sâu bệnh của nó cũng hạn chế. Về năng suất của hạt cà phê Bourbon thì nó chỉ cao hơn cà phê Tibica khoảng đâu đó 20-30% thôi. Tỷ lệ thì vì cái sản lượng nó khá là thấp. Và một nhóm cà phê nữa cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam mà nhắc tới thì chắc là ai cũng biết, khi mà đó là cà phê Robusta. Cà phê này thì trồng khá là nhiều ở những cái vùng Tây Nguyên như là Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nè, Lâm Đồng nè, mà chất lượng cao nhất thì vẫn là ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột ha. Cà phê Robusta này thì hương thơm thì nó sẽ không có thơm bằng cái nhóm Arabica, nhưng mà cái vị đắng và cái vị đắng của nó thì nó vượt trội. Caffeine trong cái Robusta này nó cũng cao gấp đôi luôn. Ví dụ như là Robusta thì nó từ 1.2 đến 2.2% caffeine trong một cái hạt cà phê, còn Arabica thì nó chỉ là 0.8 cho tới 1.2% caffeine trong cái hạt cà phê Arabica thôi. Hạt cà phê Arabica thì ưu điểm của nó là hương thơm về trái cây, hương thơm về trái cây và vị chua thanh. Còn hạt Robusta, cái nổi trội của nó chính là cái vị đắng, và cái khi mà mình uống nếu mà rang tốt thì rang ở cái mức độ gọi là medium roast hoặc là medium dark roast thôi, thì cái có thể là nó tạo ra cái hậu một tí ngọt. Sử dụng cà phê phin cho Robusta thì rất là ngon ha. Còn có một số nơi thì người ta sẽ blend lại với nhau giữa Robusta và Arabica theo tỷ lệ nào đó, ví dụ như là 5-5 hoặc là 40-60-30-70 chẳng hạn vậy, để gọi là tận dụng những cái ưu điểm của Robusta một tí và tận dụng cái ưu điểm hương thơm, vị chua thanh của Arabica một tí, và tận dụng cái hương vị của
hương vị đậm đà cà phê cao của Robusta một tí, thì có thể là blend lại với nhau, phối trộn lại với nhau theo theo cái tỷ lệ nào đó. Và một cái giống cà phê nữa mà mình muốn nói đến đó chính là giống Liberica. Liberica thì giống này á hay gọi một cái tên đó là cà phê mít. Thì cái cà phê mít này tại sao nó gọi giống vậy thì nó cũng gọi theo cái cảm quan của người nhìn thôi. Cái lá nó to giống như một cái cây mít luôn. Khi mà rang cái hạt cà phê này lên ở một cái mức độ là medium roast hay là medium roast đi thì cái mùi của nó cũng thoang thoảng cái mùi mít luôn. Và đây là cái nội dung chính của cà phê mà mình muốn chia sẻ, thì để các bạn có thể là nắm được hết những cái giống cà phê, và khi mà các bạn uống cà phê thì các bạn hiểu được đó là mình đang uống cà phê loại nào và mức độ rang là gì chẳng hạn vậy. Thì lúc đó các bạn sẽ thử từng loại và tạo ra một cái gu riêng hoặc là một cái khẩu vị riêng cho mình. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thì cuối video rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến bây giờ. Nếu mà các bạn thấy hay thì để lại cho mình một đăng ký kênh, một like. Và nếu mà các bạn mà có cái ý kiến như nào hay, hoặc là có một cái câu hỏi nào đó, hoặc là một cái vấn đề nào đó, thì cứ mạnh dạn comment phía dưới, thì mình sẽ tổng hợp ý kiến và mình trả lời xuống bên dưới cho các bạn ha. Cảm ơn, hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào.